Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về một chú cừu nha các bạn. Mình có chuẩn bị sẵn bức tranh ở đây và những cây bút chì màu của mình. Các bạn hãy cùng theo dõi để cùng theo dõi quá trình của mình tô màu cho bức tranh về chú cừu này nhé. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu cam để tô màu cho phần lông phía trên đầu của chú cừu đây. Theo mình sẽ tô màu cái đuôi màu đỏ luôn nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu cam cho cái phần là lông của chú phượng hoàng con này nhé. Bây giờ tôi hoàn toàn màu cam cho phần lông phía trên đầu này nhé. Tiếp theo bộ lông thì mình sẽ sử dụng màu xanh lam này các bạn. Tôi màu cho bộ lông của chú cừu này. Mình sẽ tô màu xanh lam cho bộ lông ở phía bụng của chú cừu này nhá. Tiếp theo mình sẽ tô cái phần thân và cánh của bên này màu cam đấy. Và những cái chân của chú cừu này mình sẽ sử dụng màu hồng để tô màu cho những cái chân này. Và cái đuôi của chú cừu này mình sẽ sử dụng màu xanh nhá để tô màu cho phần chiếc đuôi này. Tiếp theo là màu vàng cho cái mỏ của chú chim này. Mình sẽ thêm màu vàng cho phần hai cái tai của chú cừu này nhá. Tô màu vàng cho cái đuôi, cái chấm tròn trên đuôi này. Và bức tranh về chú cừu rất là đáng yêu và xinh đẹp này đã được mình tô màu và hoàn thành xong.
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh về chú cừu này của mình nhé. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình. Xin chào.